Chào bà con cô bác, ngày hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2020. Cụ tài em lên tiếp lô mai hai cây mai. Thì nói chung là hôm nay cụ tài em xin bà con cô bác cho em được mạn phép lên cây mai lớn chút. Tối nay em sẽ lên lô mai mini sau. Cây trước mặt màn hình smart carbon của bà con cô bác là một cây mai dáng trực lắc, nồi đế khủng. Cây này nó rất là già cây. Nó thì nói chung là đang nhóm xù thôi chứ em chưa xù, thấy nó nu cục dữ lắm. Nói chung là cây này rất tiềm năng, hay bà con cô bác nhìn là cũng biết rồi. Cây này chân cành thì bỏ tứ diện cho nè, nồi đế của nó thì bà con coi nè, em ôm có hết nổi đâu, bà lớn nè đó. Rồi giảm đo thông số cho bà con cô bác coi, em đo cây thôi nha, chứ nhiều khi anh em cứ hỏi mày có mày quần áo không tài. Hoành 57, chiều cao là 1m15, tới từ mặt đế lên trên đó là 1m15, nãy em đo 1m17-18 luôn á. Rồi nhưng mà cái dàn chân của nó thì bà con cô bác coi à, cực kỳ phê luôn. Nói chung mặt nào cũng có chân, mà cộng nó bằng cổ tay em không à. Là chẳng hạn mình cứ coi thấy cây mai này thì mình thấy rễ nó gì là mình biết cái độ tuổi nó như thế nào à. Cây này thì nuôi sao thì cũng như nuôi cây bình thường thôi, như được cái nó sát nó rất là lớn. Cây này có hoành eo 57, chiều cao là coi như 1m15, bông em bao đẹp cho bà con cô bác coi luôn, 7, 8, 9, 10, mười mấy thì bữa có cánh mộ rồi, vậy vậy em không có đoán được, biết đâu nó lai sao, nhưng có cái bông cực kỳ đẹp luôn bà con cô bác ơi. Rồi cây này em đang quay cái mặt tiền ha, giờ chút giờ em sẽ quay cái mặt hậu cho bà con cô bác coi. Rồi cái mặt này là nó là cái mặt hậu, nói chung mặt bên kia đó nó của cây mai em quay. Nói chung hàng này em nói thiệt bà con cô bác coi ha, để em ngó cái biết đâu nó sai cái, thấy không, chỉ bị cái lỗ này thôi. Nói chung cái lỗ này lý do nó tại sao, lý do tại vì cái thằng này nó nôm lên, thằng này nó chìm xuống, bởi vậy mình thấy cái lỗ này. Nhưng thật sự ở ngoài đặc sắc, hàng cực kỳ phê, nhìn là ghê luôn mà con cô bác. Nói chung là quảng cáo cây mai mình nhiều quá thì đôi khi em nhìn thấy không thấy vẻ đẹp của nó, mà nói mai gì mà bị quảng cáo thấy ghê, nhưng thật sự ra nói nhìn ở ngoài rất là phê. Cây này đối với em nó rất là đẹp luôn bà con ơi. Hàng này hàng bao bông, bao hoành, bao sụt, bao sống. Cái đặc biệt nhất đối với bà con kia đã mua mai vàng bên cụ tài em thì cây này thì em có giá giao lưu giá bà con cô bác là 45 triệu. Em rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Lên thì biết rằng bữa giờ bán phôi mai vài triệu thôi, nhưng nếu anh em có kết bạn Facebook với em là cũng biết em trước giờ em cũng đã có những chơi cây mai cũng hạng cũng hơi nặng thôi. Cây nào cũng chơi, miễn sao vừa túi tiền, miễn sao mình có đồng lời, miễn sao là có tác phẩm đẹp thuộc về em. Những cái hàng này thì nhìn ở ngoài cực kỳ tê luôn, cực kỳ đã luôn. Mũi nó cắn. Nói chung thì những cái hàng này thì nuôi thì mình nuôi theo dáng trực bình thường thôi. Còn cái ví dụ như cái mai này, cái hoành nó gì nè, bề ngang cái này không, nó gần 8 tấc, lên chậu là 1m mấy mới lên nuôi nổi cái bầu gì, thì bà con tưởng tượng cái mai nó bự như thế nào đó. Rồi giờ em lên cây số 2. Dạ rồi, cây này là cây số 2 bà con ơi. Cây này thì bà con coi cũng biết nó em đã từng lên sóng rồi đó, nhưng có cái bữa chốt anh trai kia rồi, anh hẹn em, anh kêu vài ngày nữa lấy, nhưng mà anh nói anh để anh đi du lịch về cái anh lấy cho, nhưng mà khổ anh đi du lịch bên Trung Quốc á, biết đâu đi Vũ Hán sao. Nó trời chứ tại vì ảnh bận công việc nên ảnh không lấy được, thì mình tôn trọng khách hàng, mình vui vẻ chứ sao giờ, tại vì cây vẫn là của mình, tiền vẫn là tiền của người ta, đúng không? Thì em lên giao lưu lại, nhưng mà có cái phá giá bán để cho nó ra đi hết, chứ mình không muốn giữ lại làm gì. Trước mắt màn hình bà con cô bác là cây mai số 2, cây mai đế nôm thần lực lưỡng đây. Hoành của nó là 44, ngang chỗ này này đây 118, hoành đế của nó hết cộng thước dây, chiều cao em mai đồ em đâu chính xác không, chiều cao 88 đó. Bông thì nói chung em không có bao, tại vì cây mai này em mua thì nói chung không biết, không thấy bông, bởi vì em không có bao được, bởi vì ai hỏi em sao em cũng không biết đường trả lời nữa, em chỉ biết em không biết rồi.
Đó, giờ cái này nhẹ, em quay luôn, khỏi cần quay mặt này mặt kia. Hẹn bà con tối nay nha, lên clip mời bonsai mini nha. Nó quay giọng đó. Hơn nữa mình cũng có luyện môn thái cực quyền đó, bởi vì mình quay nó được. Chứ nhầm anh em mà chơi boxing bay gì đó, vô Việt Nam mới xây được cái mới sợ. Nó rồi cái mai này thì nó có hoành như vậy, hoành bốn mấy gì đó, 45 gì đó, không phải mà đúng rồi. Chiều cao thì nó tầm 88 đúng, 88. Rồi cái này em giao lưu với giá bà con cô bác 18 triệu. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác gần xa. Nếu ai nghĩ gì chốt thì lại dùm em cái ha. Nói chung cây mai này bán lỗ vốn, xả cho nó ra đi hết. Rồi bà con ơi, lỡ bị chém gió cho chém gió luôn. Cây này là cây số 3 của em. Hàng này hàng cũng khủng nha bà con cô bác. Cây này gọi là cây lùng lực, đế như đế nôm vậy đó. Chiều cao của nó thì nói chung là nó cũng tương đối. Hàng này thì em nổ bà con cô bác luôn nè. Hàng này em không có bao bông, em không biết mặt bông. Chiều cao tổng thể của nó là 94. Giờ em chỉ đại khái đo vậy đó, bà biết nó, bà con cô bác coi biết nó nhỏ lớn nhỏ thế nào nè. Cái bầu đất này của nó là 80 thì mình biết là cái chiều dài, cái sát cây cái dài đế nó xuống gì nè, mình biết cây này nó bự như thế nào à. Chứ thật sự ra hoành eo nó không nhiều chứ, nè em đo đây nè. Có 56. Hơn 56 5 ly à. Có 56 thôi, nhưng mà mình đo cái cũ này nè. Cũ ngang đây thôi ha. 141. Ngang đây là 141. Còn cái hoành đế thì hoành đế khỏi phải nói. Đây. Hoành đế của nó thì khỏi phải nói. Một găng tay, hai găng tay nữa là coi như hoành đế của nó gần 200. Đó, thường thường anh em ra kêu hoành đế nhiêu. Ờ, đo mày đo hoành đế làm gì à? Đo để cho bà con biết là cái bầu đất nó bự như thế nào. Ví dụ như bầu tròn á, thì mình cứ nhân lên 3, thật sự nó 3.17 hay là bao nhiêu đó. Thì mình nhân lên 3 là mình biết rồi. Ví dụ như bầu bề ngang nó 8 tấc mình nhân lên 3, 3.8.24. Đúng không ta? 3.3.3.8.24. Ờ đúng rồi, là mình biết nó như thế nào mà. Cây này thì có dáng lùng lực bút măng, cành chi cành đầy đủ ha. Nói chung hàng bự quá em không có xoay nổi bây giờ hồi. Giờ em quay trước mặt này, sau cái hộp xoay cái mặt bên kia em quay cho bà con cô bác coi. Đó, mặt này đối với em nó là mặt tiền. Đế của nó nè, ơi. Đế của nó nè. Cực kỳ đẹp luôn, nhìn ở ngoài sát nó rất là bự. Hàng này thì em không có bao bông hay bà con cô bác. Ví dụ như cây này nuôi sao? Cây trực em không tả, còn những cái cây này mình nuôi. Bắt đây cái cành. Bắt đây cái cành. Chỗ này không có cành nhưng mà phải chịu thôi. Tại bà mẹ thiên nhiên bà tạo ra mà, mình đâu có tạo được. Tại này cây thiên nhiên bứng ra. Đó, bắt đây cái cành. Cũng như nuôi như cây trực vậy đó, bắt bên này cái cành. Trông nguyên cái thằng thông dù bonsai xuống. Thường thường nhiều anh em mua cái phô mai mà cách đây mấy năm của em qua em kia khoe em, thật sự ra nói nuôi đẹp, nuôi tốt nhưng mà không có đúc. Dụ như cây bonsai, giờ mình lên chậu 6 tấc đi. Mình nuôi sao mình cho cân xứng cái đàn theo cái chậu. Ông quất sao chậu 6 tấc cho bonsai em quất cái tàn bà lớn. Bonsai gì nữa hơi tiếc, bây giờ hôm qua em nói ổng không sạc bỏ luôn. Đó, rồi cây này là cái cây số 3 của em. Giờ em quay cái dòng bên kia cho bà con cô bác coi ha. Dạ rồi, cái mặt bên này là cái mặt của cái cây mai mặt sau của nó đó. Bà con coi nè, trời ơi cây mai em nói thiệt bà con cô bác, nó sát nó bự chà bá. Quá trời nó đẹp. Bởi vì tạo hóa của thiên nhiên, bà mẹ thiên bà tạo ra những cây mai mình đôi khi mình không nói được. Tạo ra được quá trời cái dàn chân dàn đế của nó cực kỳ nó đẹp luôn. Nuôi cành lắc léo ra đây xíu, chơi nguyên cành phóng cũng được, chơi chật cũng được, chơi cành phóng cũng được nữa. Cộng rễ nào cũng nó bự nha, chứ không có nhỏ nha. Cái nhiều cây đế nôm mà ba xíu không phê. Cây đế nôm là cây bự gì nhìn nó mới đã. Đó, cây này cực kỳ đẹp. Bông cây này không, em không có bao hả bà con. Còn cây mai này nói về vấn đề mà sù á, thì đối với em cây này thì cũng gọi là sù, nhưng mà sù nó không có sù nhiều. Nó nu nhẹ nhẹ mà cảm thấy nó già cây á.
cây này rất là già cây rồi. Nếu mà đoán độ tuổi của cây mai này á, thì có thể em nói em gọi cây mai bằng ông ngoại được, tại em mua cây mai của ông già cực kỳ già, ông chồng. Cây này mặt thì nó xù, nó nhăn nheo tùm lum tùm la hết trơn, nhìn ở ngoài mình mới biết nó già thế nào. Rồi, cảm ơn bà con cô bác ha đã theo dõi ba clip phô mai của em ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2020. Nãy giờ coi thì cũng có cây chật, cây bay, cây chật, cây cành phóng, cây này cây lùng lực bút măng. Nếu ai ưng ý cây nào cứ liên hệ em, số điện thoại em là 0912256200. Zalo số điện thoại này luôn, tên Facebook em tên là Tài Lê. Nếu ai yêu mến em nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp em. Còn anh em nào coi clip em mà thấy sầm sàm thì vô đăng ký kênh, buồn buồn cứ vô bình luận em chơi, chữ thì em nghe, khen thì em cảm ơn. Rồi hẹn bà con ha, bây giờ em sẽ đăng clip này liền. Còn tối nay em sẽ lên clip bonsai mini tiếp tục để cho bà con cô bác khỏi chờ đợi nữa. Tại hôm qua giờ quá trời nhiều anh em cũng hỏi em rồi. Rồi chào bà con ha.